Rồi. Và báo bác là về bố vợ nhiều cây thoải mái cắt sướng quá. Đấy, sáng nay thì cứ tự ý cắt thôi. Nó cũng không được như ý lắm nhưng mà thôi. Ở cũng thoải mái mà. Cây cây đấy cắt cũng chưa được như ý lắm. Thôi cứ dần dần. Nó mất thời gian lắm. Thế còn cái cây này thì cây tạm gọi là ngũ phúc, năm cái tay thân nó lên ấy. Rất khỏe, rất mạnh, lá rất là xanh tốt, nhìn nó nhìn ung tùm nhá. Thì đang tính cắt nốt cây này, người ông bà lại đi đám cưới rồi, cắt nốt. Nó còn cũng chưa già đâu nhưng mà nó cảm giác nó có tương lai, nó rất là mạnh, lên lá rất là kinh, rậm chi chít này các bác, rậm như rừng luôn này. Thì bây giờ lại cắt tiếp. Thế mà ngày xưa khi bọn tôi đi làm cũng bảo là sai xin lỗi quá. Đó. Sai xin lỗi này. Tự tin mà còn làm thôi. Thì cái ông cụ ủng hộ. Sáng ngày không thấy phần nào gì là được rồi. Bây giờ cắt hết xuống nữa nhé. Để hẹp quá. Cho củ tỏi nó ngon như chú bạn, và nhiều tỏi nó ngon, nó chẳng có gì cả.
mỡ nó chỏi là sao, chỉ có da thì hết thôi, không còn tôi nghĩ chỉ có tôi nghĩ chỉ có tỏi là rất có cái lá bị trầu kia đấy, còn không như không còn gì thì thôi. Cái làm gì đấy? Rất khó vì là không có cái tay nào ở trên. Bây giờ phải lấy tay này làm chuẩn. Hạ thấp cái tay những tay kia xuống. Không có.
cân nhiếc này. Cái đấy cứ tóc rồi đâm, tóc con này. Đâm ra đấy tóc. Bỏ ra, ngồi ghế nhé, để xuống đây, bỏ. Để chưa? Một, để đâu? Để dưới cũng bỏ. Một này nhé. Hai, để chăm đi. Để chăm đi, nè, bỏ cho. Thấy không? Ba đi, đổ ra đây. Đổ ra đây. Đổ ra đây. Đó, đổ ra đây. Để xuống. Đấy chưa? Đổ ra, đổ đi. Để xuống vào. Để xuống đi, để xuống cái này, để cái này. Đấy, đấy. Đấy chưa? Đổ xuống. Để bóc vào, để đi nào, để vào đây. Không được. Không được. Ui, nó bắt nó qua rồi mà. Đây chưa? Ủa nào bắt đầu có câu về gì chúng mình hả? Ủa có gì, không có gì nữa. Ủa bắt đầu đi được khóa lắm.
Cây này thì có vẻ như rộng phá hoại hơn. Chạy thôi. Cây này thì chạy là đúng rồi. Cắt xong nó lởm hơn các bác. Chia bông luôn thì được, nhưng mà cổ nó đi cao quá. Cổ bên kia cắt đi. Đây là 5 thân lại sẽ hai bên. Không có cái thân nào để không có cái thân nào nó có tay giật vào trong ở làm ngọn. Đấy. Anh phải chờ rất lâu cái này. Anh phải chờ thôi. Còn cái rễ này này. Cái rễ này nó buông xuống đất nó to quá. Nó làm cái tay này nó to gấp mấy lần những tay khác. Chưa rồi. Sau nó sẽ chướng. Tay bên này. Em giật cái mầm ở đây. Và để làm ngọn. Tay nó sẽ cao hơn. Giật bằng mầm ở đây. Làm ngọn. Đấy. Chưa có cái nào làm ngọn. Để nó ra mầm xem nào. Tiếp tục. Ráng làng thôi. Này ráng làng thôi. Cắt vào cái cổ bên kia. Thôi, tạm thời thế thôi các bác. Nhìn nó chưa đâu vào đâu. Rồi em cắt nốt cái kia, tay kia. Bắt tay vấn đề chỗ này nó lại bị rộp chỗ này. Nó sẽ yếu rồi đấy. Tính tiếp.
tạm thời thì đã, giờ cũng chả có gì, làm cái phôi mà chả tây tán gì. Các bác có ý thường nha. Suy nghĩ một hồi thì em cắt cái tay này đi rồi. À, sao con? Để bố quay phim một tí nhá. Bố quay phim một tí nhá, ông vào chơi nhá. Đấy, vừa mới đắn đo là vì cái chỗ này nó bị mọt này, vì sợ nó không ra được, nên là mầm đây để giật cái ngọn nó sẽ khỏe sau này. Mình nó yếu hơn, nhưng mà cái tay đấy giật ngọn vào thì là hay. Như vậy hơi khó. Thôi, cứ cắt đi đã. Thì nó đang như này. Đó. Nằm cái thân. Đó. Làm cái phôi bác nhỉ. Làm cái phôi. Làm cái phôi. Nó nhỏ quá nha, không phải cây của mình. Cắt sướng lắm. Đấy. Rồi các bác nhá. Hôm nào à, lâu lâu về chờ kết quả các bác nhá.